Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một mẫu xe đua Chopit hiệu Milan. Với màu xanh chủ đạo làm nổi phối được chiếc xe ở nên trông rất là đẹp. Xe được trang bị một full group Shimano 105. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Toàn bộ khung của chiếc xe thì được làm bằng carbon. Lớp sơn thì còn rất là mới, hầu như là không có một vết xước nào đáng kể. Yên thì còn rất là đẹp, rất là bóng mịn. Tay lắc 105. Đùi đĩa, gạt đĩa rồi đến đè đĩa đều là của 105. Phanh 3 mảnh. Nếu bây giờ sẽ vào đo size cộng với cả test chuyển động để cho các bác xem. Vâng, và size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cột yên là 49.48cm. Từ khóa cột yên đến tâm cổ phốt là 51-52cm. Chiếc xe này phù hợp cho các bác từ 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Xe được trang bị lít 11 tầng, đĩa 2 tầng cho 22 tốc độ. Như các bác thấy trong mình này, lên lít xuống lít vô cùng là một màu. Các thứ chân chu vâng, và chiếc xe đang có giá bán bên em là 18.6 triệu. Bao ship cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác hãy ấn đăng ký kênh cũng ấn chuông để có thể theo dõi được những chiếc xe đẹp khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.